Chào quý khán thính giả của TV Tuần Sản Online đến với chương trình Dường Nguyễn Hồng Anh thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, bây giờ ở Úc, ở Melbourne này là 12 giờ trưa và ở Hoa Kỳ, ở tiểu bang California là 5 giờ chiều ngày thứ 6. Và đến bây giờ chúng tôi coi ở trên mạng, coi những cái con số của đài và báo Fox News thì con số vẫn là nguyên như một ngày trước, là 264 cho ông Biden và 214 cho ông Trump. Và ông Biden chỉ cần thêm 6 phiếu đại cử tri đoàn nữa, chẳng hạn như là ông thắng ở Nevada, thí dụ, thì ông có đủ 270 phiếu của đại cử tri đoàn và ông đương nhiên sẽ là tổng thống thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, nhưng mà mặc dù ông Biden theo những cái kia gọi là mình đếm phiếu thì thấy rằng là càng ngày ông càng gần đến cái con số 270, nhưng mà ông chưa dám tuyên bố, và có thể ông sẽ tuyên bố trong vòng một ngày nữa, cái đó chúng tôi không biết được. Nhưng mà cho dù tuyên bố thắng hay là không tuyên bố thì ông Trump đã nói rồi, ông sẽ kiện và đã bắt đầu tiến hành công việc kiện tụng đó. Thì thưa quý vị, khi kiện thì phải như thế nào? Khi kiện thì phải có cái bằng chứng. Cho đến bây giờ nhiều người nói rằng là ông Trump khi mà cái ngày đêm đầu tiên ông tuyên bố thắng và ông nói rằng là có sự gian lận nhưng mà không có bằng chứng. Thì bây giờ theo chúng tôi được biết qua ở trên báo, qua cái bài viết của cô ký giả Miranda Devine viết cho cái news.com.au, thì cô nói thế này là ông Trump đã giao cho ông Giuliani làm cái công việc mà bắt đầu cái việc mà gọi là kiện tụng. Mà muốn kiện tụng thì phải làm sao? Thì phải có cái bằng chứng. Trước hết là một thí dụ. Thế dù là tại ở Philadelphia, thành phố Philadelphia, thì có cái trường hợp thế này xảy ra là những cái người mà đại diện cho bên Đảng Cộng Hòa muốn vào để quan sát, gọi là observer, thì những cái observer này, những nhà quan sát này bị chặn lại, không có không được đến gần. Và trong khi đó là họ đang đếm đâu khoảng là 120.000 cái lá phiếu. Nhưng mà những người có đại diện của Đảng Cộng Hòa bị yêu cầu phải đứng cách xa từng khoảng 20 đến 30 feet. Tôi nghĩ ra đứng đâu khoảng là cách 6 mét chứ không cho gần. Thành thử ra nếu mà không cho tới gần để cái quan sát chữ ký và tất cả những cái tên tuổi trong đó, nhất là cái chữ ký, và coi thì cái giấy tờ nó có gian lận gì không, thì như vậy là nó không đúng. Nếu quả thật rằng không cho đại diện đến để quan sát. Và cái việc đó nó diễn ra kéo dài đến 20 tiếng đồng hồ. Và cũng như là cái tại đó là tại ở bên Pennsylvania mà làm như vậy là sai luật của cái tiểu bang Pennsylvania. Rồi tại cái tiểu bang Wisconsin thì ông Julia cũng nói rằng là những cái người mà sau khi những cái đại diện của Cộng Hòa đứng quan sát và khi họ đi về nhà thì sau đó 3-4 tiếng đồng hồ sau có 120.000 cái lá phiếu khác được đếm. Thế như vậy là đếm mà không có mặt của đại diện của Đảng Cộng Hòa. Đó là hai nơi, tại Pennsylvania và tại Wisconsin. Và thưa quý vị, chúng tôi chỉ nêu ra một vài cái trường hợp thôi. Họ có trong cái cô này đưa ra 5-6 cái trường hợp. Nhưng mà nói chung là mình phải có bằng chứng. Và liệu cái bằng chứng đó có đủ để tòa án hoặc là tối cao pháp viện, tức là US Supreme Court, tức là tối cao pháp viện của nước Mỹ,
đồng ý để gút xe không thì chúng ta phải chờ đợi. Và cho đến bây giờ thì cái việc kiểm phiếu, bởi vì đa số những cái kiểm phiếu bây giờ là do những cái lá phiếu bằng bưu điện, và như người ta nói, người ta đồ đoán là những cái lá phiếu mà bầu qua bưu điện là đa số là người của đảng Dân Chủ, và mình không lấy làm là gì, là càng về sau thì về phía đảng Dân Chủ càng ngày càng có nhiều phiếu hơn, ông Biden có nhiều phiếu hơn. Và chúng tôi cũng được biết rằng là tại Wisconsin thì đến bây giờ họ đã đếm được là 86% những cái phiếu bầu, và cái sự cách biệt là chỉ có 0.6%, tức là chưa tới 1%. Và ông phe của ông Trump đang yêu cầu là phải kiểm phiếu lại ở Wisconsin, bởi vì theo luật của Wisconsin, nếu cái sự cách biệt dưới 1% thì được có quyền đếm lại, nhưng mà nếu có sự cách biệt mà 2-4% thì khỏi, không cần đếm lại, nhưng mà dưới 1% thì có thể đếm lại. Và bây giờ đã đếm được 86%, thì tôi nghĩ rằng nếu bây giờ cho đến khi mà đếm xong mà cái sự cách biệt dưới 0.6% thì rất có thể là yêu cầu phải đếm lại. Và thưa quý vị, là như ngày hôm qua chúng tôi có nói đó, là ban đầu đó, khi mà mới kiểm phiếu đó, là ở bên phía của ông Biden, cái phiếu mà đưa lên ở Fox News đưa lên là tăng rất là nhanh và rất cao, nhưng mà đến gần chiều thì là cái phiếu của bên ông Trump lại lên cao. Và tôi khi nói chuyện với là nhân viên ở trong tòa soạn, tôi nói rằng như nếu như thế này thì rất là ông Trump không những ông thắng mà ông thắng lớn nữa, và ông thắng là hơn 300 phiếu so với là năm 2016. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ vào đến giữa khuya và sau đó thì hầu như là càng ngày là những tiểu bang còn lại đó, những cái tiểu bang chiến trường là cái phiếu đếm dùng cho ông Biden nhiều hơn, chẳng như là Wisconsin. Khi chúng tôi mà làm cái chương trình ngày hôm qua thì là cách biệt rất xa, rồi Wisconsin, Michigan chẳng hạn như vậy. Và đặc biệt là Pennsylvania là cái tiểu bang mà tôi có nói rằng là ông Trump phải cần thắng hai cái là Florida và Pennsylvania thì ông sẽ giữ được cái ghế ở tòa Bạch Ốc. Mà cái sự cách biệt trước đó là rất xa, 8%, nhưng mà bây giờ thưa quý vị, nó chỉ còn có 2% thôi. Thành thử ra ông Trump ông la làng ngay, ông nói rằng là có fraud, tức là có cái sự gian lận, và ông nói đó là điều rất buồn. Và thưa quý vị, thì cho giờ bây giờ và cho đến vào tháng 12, cho dù người nào tuyên bố rằng mình thắng thì đó là lời tuyên bố của họ thôi. Phải đợi đến khoảng ngày 14 tháng 12 thì khi đó mới cái lời tuyên bố của họ mới có giá trị. Tại vì sao? Tại vì vào cái ngày đó đài cử tri đoàn họ mới họp, và họ chính thức là xác nhận là cái phiếu đó là thuộc phe nào. Thì phải đợi đến tháng 12, khoảng 14 tháng 12. Và phải đợi đến, tức là cái đó là chính thức rồi. Và đợi cho đến ngày 6 tháng Giêng thì lễ hội quốc hội họp, và khi đó ông phó tổng thống sẽ tuyên bố chính thức ai là người trúng cử. Và sau đó vào ngày 20 tháng Giêng thì cái người được tuyên bố trúng cử đó sẽ làm lễ chuyển thể. Thì thưa quý vị, còn cái thời gian rất là dài, còn khoảng đâu trên 70 ngày nữa. Nhưng mà đây cho đến ngày 14 tháng 12 thì còn là vẫn có thể còn kiện được, giống như xảy ra những cái trường hợp trước đây giữa ông Al Gore với là ông George Bush. Thì thưa quý vị, cho đến khi mà tôi đang nói thế này thì cái sự cách biệt giữa Nevada, cái tiểu bang mà Nevada thì bắt đầu là nó khép lại. Trước đó thì là ông Trump ông dẫn đầu, sau này thì ông Biden dẫn đầu, và bây giờ cái khoảng cách bắt đầu thu hẹp lại. Thành thử ra quý vị thấy đến bây giờ mà ông Biden vẫn chưa tuyên bố là mình thắng cử là bởi vì còn đợi cái Nevada, và có lẽ cũng cẩn thận một chút. Nhưng mà thưa quý vị, mặc dù chưa tuyên bố là thắng cử, nhưng mà ông Biden và bà Harris, hai người đã lập một cái website gọi là Biden Harris để chuẩn bị
chuẩn bị cái gọi là chuyển giao cái quyền lực và đi vào ở trong cái tòa Bạch Ốc. Thành thử ra tôi nghĩ rằng nếu cái sự khôn ngoan của ông này cho ông đợi thêm vài ngày nữa không tuyên bố, bởi vì tuyên bố hay là không tuyên bố gì thì ông Trump vẫn sẽ kiện. Và khi mà người ta nói đã kiện rồi đó thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào, bởi vì những cái quan tòa mình không đoán được họ sẽ như thế nào. Mặc dù luật là luật nhưng mà họ là cái người phán quyết, và chính vì quan tòa của tối cao pháp viện sẽ tuyên bố như thế nào mình không biết. Nhưng mà biết rằng trong 6 vị đó là có đến, trong 9 vị có 6 vị là của phe bên Cộng hòa bảo thủ. Và cho dù cái ông mà gọi là chánh án trưởng, ông mặc dù là bảo thủ nhưng mà lâu khi ông đứng bên này, khi ông đứng bên kia thì cái phe bảo thủ vẫn có 5 phiếu và 5-4 vẫn là thắng. Thành thử ra chúng ta phải đợi. Và thưa quý vị, quý vị thích ông Trump, quý vị không thích ông Trump, quý vị ghét ông Biden hay là quý vị không thích ông Biden, là cái tiến trình dân chủ ở Hoa Kỳ vẫn diễn tiến bình thường. Và Hoa Kỳ là một nước dân chủ, chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Và cái lá phiếu của mọi người đều quan trọng, và lá phiếu của người dân quyết định cái người đứng đầu, chứ không phải là ông Trump. Mặc dù ông là tổng thống, ông không thể đứng trên pháp luật được, mà có những cái thưa quý vị, có những cái nước hay là có những cái người ở ngoài quốc là phê bình nước Mỹ, chẳng hạn như là ở Hoàn Cầu Thời Báo. Hoàn Cầu Thời Báo nói thế này, cái ông chủ bút nói thế này, cái chuyện bầu cử này đó, hai bên mà cứ gọi là nói với nhau gian lận, cái chuyện này là cái chuyện xảy ra ở nước, những cái nước nghèo, poor country. Tôi không biết bọn họ nói là poor country là thế nào, gọi là poor country là thế nào, là người nghèo. Thì cái ông chủ bút Hoàn Cầu Thời Báo nói thế này, nó chỉ xảy ra ở nước nghèo, người ta mới ra biểu tình nói rằng là gian lận, rồi biểu tình để đòi cái ông kia phải là từ chức, hay là phải thay thế người khác, hay là cho cái người mà cái dân chúng nói rằng là người này mới là thắng cử. Thì cái đó xảy ra ở nước nghèo thôi, tại bây giờ nó là xảy ra ở nước Mỹ, tức là ông nói rằng là nước Mỹ nói là dân chủ mà như vậy đó. Nhưng mà khi mà ông Hoàn Cầu Thời Báo ông nói thì ông phải nghĩ sau cái lưng ông coi thử người sau lưng ông là ai. Cái ông Tập Cận Bình có được bầu đấy không? Không có bầu. Thưa quý vị, ở Việt Nam có bầu không? Không có bầu. Không có bầu mà bầu cử, người dân được đi bầu cử nhưng mà lại đi phê bình người ta. Thì đó là những cái nước cộng sản độc tài. Và tôi nghĩ rằng là hay, nó xảy ra như vậy để cho người cộng sản ở bên Việt Nam và người cộng sản ở nước Tàu thấy rằng đây, nước Mỹ là điển hình của dân chủ. Họ bỏ cái người mà họ muốn và đa số là thắng. Và cái lá phiếu của mọi người đều là quan trọng. Và nếu có tranh chấp, không có ra đường mà biểu tình, có thể cũng có biểu tình nhỏ nhỏ thôi nhưng mà không giống như các nước khác, và không có dùng bạo lực như là cộng sản để lật đổ chính quyền. Cộng sản dùng bạo lực để lật đổ chính quyền. Quý vị học sử, quý vị đọc trong lịch sử thì quý vị thấy rằng là cộng sản là dùng, gọi là phải dùng bạo lực để giành chính quyền. Ở đây nếu mà có sự tranh chấp nhau thì thưa quý vị, chỗ nào có phải ra ngoài đường mà cầm súng bắn nhau không? Không, ra tòa án. Thưa quý vị, ra tòa án. Thành thử ra chúng ta phải đợi tòa án quyết định ai là người thắng cử. Và quý vị thấy rằng là đến bây giờ là các nước ở trên thế giới họ không có nói gì hết. Tại vì sao? Tại vì chưa ngã ngũ. Chưa chắc là ông Biden, ông có được nhiều phiếu khi đếm như thế này hôm nay. Nhưng mà qua đến còn vào những phút chót, biết đâu. Không biết đâu, một ngày nữa đôi khi những cái tiểu bang, những cái tiểu bang còn lại như Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Alaska, thì có tất cả những cái tiểu bang này có là 60 cái phiếu. Mà nếu mà 60 phiếu mà ông Trump ông thắng được mấy cái tiểu bang này thì ông có được là 274 phiếu là ông cũng thắng. Thành thử ra chưa chắc. Và đồng thời ngay cả ông Biden được, bây giờ ông sẽ tuyên bố ông thắng, nhưng mà phải còn đợi tòa án, đợi thành đợi. Chúng ta còn phải đợi cho đến khoảng giữa tháng 12 mới biết chắc chắn 100% ai là người thắng cử, ai là người sẽ được vào ở trong cái tòa Bạch Ốc. Và trong cái thế giới không có nói gì hết thì nó là đúng thôi. Mà như ở Úc thì thưa quý vị, ông Morrison có nói, ông có nói rằng là nhiều người hỏi ông nghĩ thế nào thì, tại vì hỏi ông thì ông bắt buộc ông phải nói. Tôi tin tưởng vào nền dân chủ mặc dù kết quả không chắc chắn, nhưng
tôi là một cái partner của Mỹ, tôi không phải là người participant, tôi là cái người gọi là partner, tức là người một người mà gọi là một đối tác, chứ tôi không phải là một người tham gia trong đó nên tôi không có ý kiến. Nhưng mà ý kiến, cái vấn đề quyết định ai làm tổng thống, cái đó là của nhân dân Mỹ. Ông nói rất là đúng. Nhưng mà ông Albanese, tức là thủ lãnh đối lập của Úc, ông nói thế này: dân chủ là điều rất quý giá. Đúng rồi, dân chủ là điều rất quý giá, và ông nói mọi lá phiếu đều là quan trọng. Đúng rồi, ở nước dân chủ mọi lá phiếu đều quan trọng. Nhưng mà ông nói thế này, ông lên án ông Trump, tại vì ông Trump đòi là kiểm phiếu lại, thành ra ông lên án ông Trump. Và ông chỉ trích cái ông Joe Hockey, tức là cựu đại sứ của Úc tại Hoa Kỳ, đã phê bình rằng là ông, không phải phê bình nhưng mà ông nhận xét rằng là có cái sự gian lận trong vấn đề bầu cử. Thưa quý vị, như tôi nói rằng là mình không thể nào ngờ được là ông Trump thua, và không thể nào ngờ được là ông Biden thắng. Bởi vì ông Biden thắng là một cái lần đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ có nhiều người đi bầu đông như vậy, và ông chiếm đến 71 triệu, được 71 triệu phiếu, trong khi Donald Trump được 68 triệu phiếu, tức là một cái kỷ lục. Mà bởi vì sao những người đi bầu đông như vậy? Bởi vì họ sợ con virus. Cái con virus của tao nó làm cho cả nước Mỹ hoảng sợ. Và bây giờ ông Biden, ông được bầu làm, nếu ông được bầu làm tổng thống thì cũng nhờ là vì có cái virus này ông mà thắng. Nhưng mà ông thắng thì nước Mỹ vẫn sẽ có sự chia rẽ. Quý vị coi tờ báo của The Australian ra ngày hôm nay, chạy cái trang đầu. Nói gì? Biden time for divided US, tức là với Biden thì nước Mỹ đã có sự chia rẽ. Nhưng mà thưa quý vị, cho dù nước Mỹ có chia rẽ thì nước Mỹ vẫn là bình thường. Họ chỉ khác biệt cái vấn đề là tưởng tượng thôi, chứ còn họ vẫn là một cái nước dân chủ. Và người nào được dân bầu lên, người đó sẽ cầm quyền cho đến cái nhiệm kỳ sau. 4 năm sau, họ thấy ông Biden này may mắn mà được làm thôi, chứ không có tài cán gì để giúp để mà điều khiển đất nước, thì họ sẽ cho ông về vừa. Và đó là cái đẹp của những cái nước dân chủ. Và như chúng tôi đang sống ở đây, ở nước Úc là nước dân chủ, chúng tôi rất may mắn được sống ở nước Úc, bởi vì đây là một nước dân chủ, khác với Cộng sản Trung Quốc, khác với nước Việt Nam Cộng sản. Thưa quý vị, chương trình Giờ Người Hồng Anh hôm nay đến đây chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và chúng tôi chúc quý vị một cuối tuần mạnh khỏe và an toàn. Chào quý vị. Dòng máu chảy từ trong người, dòng máu chảy từ trong tim, lửa uốn hận đã tràn tuôn tới, căm hận muốn chờ. Dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy từ trong anh, và trong chỉ là từng giọt máu anh em. Dòng máu trời xuân sao, sông màu chảy kia sông dài, từ biên rộng đồi non cao, bầy chim lạc từng đàn vô cánh trong đồng vắng dề. Dòng máu chảy này phố thị dồn tiếng cười, làng con ơi, làm tim mình bừng bừng dòng máu Việt Nam. Trời, dòng máu chảy từ trong mẹ, dòng máu chảy.
sông dài, từ biên rộng đồi non cao bay chim lên.